Báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã có gần 240 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo ban an toàn giao thông tỉnh, trong 3 ngày nghỉ lễ 2 tháng 9, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Kết quả, các lực lượng này đã phát hiện gần 240 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, các lực lượng tuần tra đã lập biên bản xử phạt hành chính trên 200 triệu đồng và tạm giữ nhiều giấy tờ và phương tiện giao thông có liên quan. Theo Ban toàn giao thông tỉnh, nhờ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nên trong 3 ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chỉ xảy ra một trường hợp tai nạn giao thông làm bị thương một người. Nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đi không đúng phần đường.